Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày đầu đông khi thời tiết bắt đầu se lạnh là thời điểm cúc họa mi nở rộ, cũng đồng nghĩa với việc các nhà vườn trở nên tấp nập, đông vui bởi lượng khách đến tham quan chụp ảnh. Đã từng có thời kỳ cúc họa mi là loài hoa độc quyền của người Hà Nội, đại diện cho mùa đông Hà Nội. Song giờ đây, nhiều nhà vườn ở các tỉnh thành, trong đó có Nam Định đã trồng được loài hoa này. Lăng Kính ngày mới sáng nay mời quý vị và các bạn cùng đến với một nhà vườn ở xã Nghĩa An, huyện Nam Trực để được hòa mình vào sắc trắng tinh khôi của hoa cúc họa mi giữa thiên nhiên trong lành. Quý vị và các bạn thân mến, tôi đang đứng giữa vườn cúc họa mi trắng ngập trời thuộc xã Nghĩa An, huyện Nam Trực. Nằm giữa hai trục đường chính là quốc lộ 21 và tỉnh lộ 55 nên rất thuận tiện cho việc đi lại. Thế nên nơi đây rất thu hút khách du lịch tới tham quan và chụp ảnh. Mình thì là cũng đã làm việc công tác ở bên Hàn, thì mình đã bên đấy cũng đi nhiều chỗ du lịch thế kia, mình cũng lấy một chút ý tưởng bên đấy là mang về đây mình làm, thì sẵn ở quê mình có cái nơi nó đẹp như này, mình áp dụng luôn vào quê hương mình. Mình trồng thường tầm khoảng giữa tháng 7 dương, đến hôm nay là nó lở đồng loạt hết. Mùa mà lạnh thì là hoa được lâu hơn. Thế hôm mấy đợt này thì là nó nóng, thì là nhiệt độ cao này thì nó được khoảng 2 tuần thôi. Tuần này với tuần sau nữa là đẹp thôi. Thứ nhất là nó phục vụ cái đam mê của mình là đấy chụp ảnh như kia. Thứ hai đấy là mình chuyển mục đích từ trồng cấy sang cây lúa sang trồng này, thì mình, thứ nhất là mọi người đấy có cái chỗ để chơi vui. Thứ hai là kinh tế, thứ thu nhập này nó chắc chắn là nó cao hơn hẳn so với cả trồng lúa. Đấy. Ngoài cái thời điểm trồng cúc họa mi này thì trên cái mảnh đất này anh có trồng hoa các loại thời điểm khác không ạ? Dạ có, ví dụ một năm mình sẽ phân bổ vào những mùa, ví dụ mùa này thì cúc họa mi, gần Tết thì kia mình sẽ trồng hướng dương, canh bướm, ít vi violet. Còn sang khoảng tháng 34 và tháng 5 thì mình có tất cả khu này là hướng dương. Đấy. Hiện tại thì mình đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Mình cũng biết và đến được nhiều vườn cúc họa mi ở Hà Nội rồi, nhưng mà mình không ngờ là ở Nam Định, ngay quê hương của mình, cũng có vườn cúc họa mi đẹp và to như thế này. Mình mong rằng là quê hương mình sẽ có nhiều cảnh quan đẹp hơn như thế này nữa cho khách, không chỉ trong tỉnh mình mà còn khách ở các tỉnh khác đến nữa. Rất là vui, rất là háo hức được đến đây vừa chụp ảnh vừa được tham quan. Mong là mọi người đến đây tham quan du lịch là chụp ảnh cho nó đẹp và có ý thức là giữ gìn vườn hoa, không gắt hái hoa và giữ gìn vệ sinh chung. Và các bạn thân mến, một năm có bốn mùa và mỗi mùa lại mang đến cho chúng ta hương sắc của những loài hoa đặc trưng riêng cho mùa ấy. Giữa thời tiết se lạnh và có chút lãng mạn của những ngày đầu đông thì tới thăm vườn cúc họa mi, chụp ảnh và ngắm hoa có lẽ sẽ là một sự lựa chọn rất thú vị cho dịp cuối tuần đấy ạ. Ngày hôm nay thì tôi đã có những bức ảnh ưng ý cho mình rồi và cúc họa mi thì chỉ nở trong vài tuần thôi. Nếu có dịp, quý vị và các bạn hãy cùng tới đây nhé.